Xin chào các bạn, bây giờ là mình sẽ bắt đầu chiên con ếch mà hồi nãy mình rửa nha mọi người. Đây là con ếch mình rửa với lại rượu sữa chua rồi gừng muối đây nha mọi người. Thật sự là bây giờ là không còn mùi tanh luôn, bay hết mùi tanh rồi. Bây giờ là mình sẽ tẩm bột chiên giòn, rồi mình sẽ chiên nó lên nha mọi người. Đó, mình sẽ để đây, và cái đây là cái đĩa mình tẩm bột đó nha. Đây cái thịt ếch của mình nè. Đó, to vừa chả bá luôn. Các bạn biết tại sao nó bự như vậy không nè? Bật mí cho các bạn biết nha, cái ớt này là cái ớt nó có đi tập gym đấy nha mọi người. Đó, nhìn cái cơ đùi của nó này, thật sự là bự chả bá luôn đó. Phần lưng này, phần bắp đùi này, bắp chân, bắp đùi này, đó. Cánh tay bự chả bá luôn đây, đó. Ớt này là ớt thành phố, nó có phòng tập gym nên là nó thường xuyên đi tập gym này. Còn cái ớt mà ở dưới quê mình á, mình hay gọi là con nhái á, đó là mấy cái con ớt đó, con nhái đó nó lười đi tập gym nên là không có bự được như vậy đâu. Bây giờ lại ở dưới quê mình làm gì có phòng tập gym như ở trên thành phố đúng không mọi người, nên là nó sẽ không được bự như vậy. Còn con ớt loại này là ớt thành phố, là dân tập gym đó nha mọi người. Đó, ghê chưa, đó, thấy ghê không? Thôi mình không nhây nữa, bây giờ là mình sẽ tẩm bột trước, xong rồi mình sẽ chiên với cả nhà đó. Bây giờ là mình sẽ rắc cái bột chiên giòn lên đây luôn nha mọi người. Mình không có nhúng với lại trứng, mình chỉ rắc bột lên và mình chiên thôi. Còn cái loại mình bột mình chiên đây, chiên giòn đó, chiên cái nào cũng được hết, cá hoặc là cá trứng cũng được, đều được hết, gà đều được hết nha mọi người. Đây, và bây giờ mình sẽ chiên ếch đó. Cái này là mình không cần nêm nếm gia vị gì hết á, tại vì nó có gia vị sẵn ở trong cái bột này rồi, nên bây giờ là mình sẽ không nói nhiều nữa, mình sẽ rắc nó lên nha. Cái này là mình xức kem cho nó thôi. Nhớ là luộc nó lại nha mọi người. Mình lật ngược nó lên để cho nó thấm đều, nó dính đều bột lên. Tránh trường hợp là chỗ có chỗ không là giống mình xách xích kem á, chỗ trắng chỗ đen vậy đó. Ớt thì cũng phải như vậy đó. Giờ là mình sẽ tẩm bột nó đây. Mọi người nhớ là rửa xong á là mình phải cho nó ráo trước, chứ là để mình xích kem cho nó, tránh trường hợp bị rít dính lên cục cục đó. Giống như là chuẩn bị thi cử tạ ở thế giới vậy đó, giấu của mọi người đó. Thì thường là những vận động viên mà thể hình á, mà dân chơi cử tạ nó vẫn hay xịt bột trên tay rồi đi thao đấu á. Cái này cũng vậy nè. Còn cái này là lát nữa chuẩn bị lên chảo chân giòn thôi, chứ không có đi thi đâu hết trơn á. Sao mà ở nhà mình nấu ăn xong mà nhây dữ không biết nữa. Thôi xong rồi đó, bây giờ là mình sẽ đợi chút xíu nữa mình đổ dầu lên và mình sẽ chiên với cả nhà ơi. Được ngày nghỉ nên nhây vãi thiệt luôn á. Và bây giờ là mình sẽ bật bếp lên nha mọi người. Đợi cái chảo nóng là mình sẽ bỏ dầu vô nha. Thì ở đây là mình có chuẩn bị một chén dầu ăn đây, và mình sẽ xem nó cái chảo nó đã nóng chưa nha cả nhà. Và mình đã thấy cái chảo nó nóng rồi đó, mình sẽ bỏ dầu ăn vô. Và đợi dầu nó chín và mình sẽ chiên nha cả nhà. Mình thấy chảo của mình đã nóng rồi, dầu của mình cũng đã sôi, hơi sôi sôi rồi đó. Nó sôi bọt luôn rồi. Và bây giờ mình sẽ bỏ lá chanh vô trong đậu cho nó thơm nha cả nhà. Đây mình sẽ cho hai lá chanh đó, cho nó thơm. Và đây là ớt của mình nha. Bây giờ là mình sẽ cho nó vô. Mọi người thấy chưa? Bây giờ là mình sẽ cho hai con bự nhất. Còn thôi mình chiên một con nữa. Thấy nó bên càng ra rồi, đây hết cái chảo rồi. Chuẩn bị bắn có bông này. Bây giờ là nó sẽ nở ra và xong đó nó sẽ teo lại à nè. Cho lửa nhỏ lại chứ nó bắn có bông đi, bắn trước mặt nó là xong luôn. Mọi người nhớ bỏ lá chanh vô cho nó đỡ bánh dầu nha mọi người. Trước khi mình bỏ thịt vô mình bỏ lá chanh vô trước, bất cứ gì cũng vậy đó, nó đỡ bánh dầu. Thử lật ngược nó lên nha cả nhà. Wow, ngon chưa, hấp dẫn chưa. Bây giờ mình sẽ cho một con nhỏ lên nha cả nhà.
này các bạn chiên giòn thôi, là giòn mình chấm với lại tương ớt hoặc là mức dưa chanh đều được hết á. Cái này cũng ngon với nhau hết, nhưng mà mình cũng thích chấm nó cả hai hơn. Đó là ham hố cái này cũng thích hết á. Anh Ngọc bây giờ nó xanh lên nó bự lên. Hồi nãy thì hơi nhỏ nhỏ, bây giờ nó bự lên. Mọi người thấy sao, mọi người có thấy hấp dẫn không nè? Mình thấy là mình thấy hấp dẫn rồi đó. Món này nhậu không biết có được không ta? Món này mà nhậu thì ngon hết sảy có 37 luôn đó. Bây giờ là mình sẽ lập cái con mà bự nhất để xem là làm sao qua nó nở ra hết trơn rồi. Mình sẽ lập một con này thứ hai đó, mình sẽ chiên từ từ như vậy thôi. Bật lửa bự quá thì nó sẽ bị cháy cái tại bánh dầu tinh tế hết nhà nữa, nên là mình cứ để như vậy nha mọi người. Mình đã lật ngược lên một con rồi nè cả nhà, nó hơi cháy cháy thật này nha. Bây giờ là mình sẽ đặt lật con thứ hai nữa. Cái bột này nó không phải là bột chiên xù, nó chỉ là mềm mềm chứ không có giòn lắm rồi. À, mình nói luôn cái món này làm các bạn có thể làm các cái kiểu bánh đầu xay, bánh đầu chiếc mắm cũng được, hoặc là các bạn có thể chấm với là mứt chua chanh nè. Cái ớt được thích nha mọi người. Bây giờ mình sẽ dùng cái nước sạch đây lên, tại vì cái dầu nó bắn quá trời luôn mọi người, thấy không? Đó, dầu quá trời luôn. Nên là mình sẽ dùng nước sạch đây cho mọi người. Thì mọi người gặp lại mọi người tiếp theo nha. Bye bye. Hãy nhấn like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye mọi người. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nè. Đây nhé cả nhà ơi, món ếch chiên lá chanh của mình đã xong đây. Vàng ươm luôn và giòn rụm luôn này cả nhà. Cả nhà có thấy ngon không? Đó. Bây giờ là mình sẽ ăn thôi. Rồi cả nhà cùng ăn với mình nha.